Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí xin trân trọng gửi đến quý ban giám khảo cùng toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, về tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh năm 2022 hôm nay, Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí xin mang tới chương trình nghệ thuật với chủ đề Vinh quang Tổ quốc Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục họp ca nam nữ cùng tốt múa phụ họa với phần trình bày ca khúc Ca ngợi Tổ quốc, tác giả Hồ Bắc. Đơn ca nam Hải Thịnh cùng tốt múa phụ họa với phần trình bày ca khúc Linh thiêng Việt Nam, tác giả Lê Quang. Tấu đàn nhị Chu Thị Thu Hệ, tiết mục Kể chuyện ngày mùa, tác giả Thao Giang. Tốt múa nữ Mùa xuân cô gái sao, biên đạo Phương Nhung. Tốt ca nam với phần trình bày ca khúc Tre Việt Nam, tác giả Trần Quế Sơn. Họp ca nam nữ cùng tốt múa phụ họa với phần trình bày ca khúc Giai điệu Tổ quốc, tác giả Trần Tiến. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
dâng hương những linh hồn bất tử, như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Về thăm lũy tre làng quê hương, về đây quốc anh ơi.
của đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Bí xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn sự cổ vũ và động viên của quý vị. Kính chúc hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh năm 2022 thành công rực rỡ. Thank you, cảm ơn cả nhà.